Siêu thị máy tính chính hãng Ca xin chào. Chiếc máy tính hôm nay muốn giới thiệu đến bạn đó chính là Acer Aspire Nitro VN7592G. Sở hữu nhiều công nghệ hay và cấu hình tối ưu cho giải trí, Acer Nitro VN7592G này thật sự mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm khác biệt. Đó là sự dễ dàng di chuyển, là một vẻ ngoài bắt mắt sang trọng, cấu hình cao cùng nhiều tiện ích đi kèm với một khoản tiền tiết kiệm đáng kể, chỉ hơn 20 triệu đồng. Nitro VN7592G này được thiết kế bằng chất liệu nhôm nhưng được phủ một lớp nano với vân sần phía nắp ngoài. Toàn bộ máy của chúng ta có gam màu đen pha trộn với một bản lề nổi bật của gam màu bạc lạ mắt. Khi chạm vào bề mặt của máy thì có cảm giác rất là tuyệt, trơn, mịn nhưng đáng tiếc là bề mặt khá là bám vân tay đối với những ai có nhiều mồ hôi tay. Màn hình của Acer Nitro là loại tấm nền IPS Full HD, chất lượng màu ổn, độ sáng cao và góc nhìn rộng. Ở phía dưới là một bàn phím full size với đầy đủ bộ phím số bên phải, khoảng cách phím rộng là 3,6mm, độ nảy mạnh cho khả năng bấm nhanh nhưng sẽ hơi mỏi tay một chút khi dùng lâu dài. Hơn nữa, bàn phím của chúng ta cũng được trang bị đèn LED sáng đỏ, bàn di chuột tiêu chuẩn với bề mặt trơn và nhẵn, di chuyển ngón tay một cách thoải mái. Về cổng kết nối, bên cạnh trái có một cổng USB 2.0, cổng đọc thẻ SD, mic tai nghe. Bên cạnh phải là hai cổng USB 3.0, một cổng USB Thunderbolt, cổng mạng LAN GIGA và cổng HDMI. Mặt dưới đấy chỉ là một tấm nhựa bền trơn nhẵn. Acer đã thiết kế rất là nhiều khe thông gió cùng với hai quạt tản nhiệt Aeroblade với 50 lá kim loại mỏng nhất thế giới để có nhiều cạnh hơn, hình dạng giống như cánh quạt phản lực để tối ưu lượng gió làm mát. Nitro VN7 còn được trang bị 4 loa công nghệ âm thanh Dolby tuyệt vời. Mỗi bên là một cặp loa được bố trí ở phía rìa của góc máy. Nếu so về giá thành thì Acer Nitro VN7 này có cấu hình rất tốt đủ để bạn chơi game hoặc là thiết kế đồ họa mượt mà. Cụ thể là máy được trang bị Intel Core 7 thế hệ Skylake, chip HQ4x8 luồng, RAM lớn 8GB, boost 2133MHz và là công nghệ DDR4. Ngoài ra thì máy của chúng ta còn một khe chống để bạn nâng cấp RAM nếu như có nhu cầu thêm. Ngoài ổ cứng lưu trữ 1TB thì bạn có 128GB ổ SSD chạy riêng cho Win, khiến việc chơi game hay là làm việc xử lý nhanh hơn. Với 4GB card rời GTX 960M thì Aspire Nitro VN7 này có thể chơi được các tựa game phổ thông mượt mà. Dòng laptop Nitro VN7592G đang có một phiên bản tiết kiệm hơn, trang bị chip Core i5 nhưng hiệu năng không chênh lệch mấy so với phiên bản Core i7. Bạn có thể nâng cấp thêm ổ cứng SSD cho phiên bản này nếu muốn. Như vậy, nếu bạn là một sinh viên ngành kỹ thuật đồ họa hoặc là yêu thích chơi game mà cần di chuyển nhiều thì Acer Aspire Nitro VN7 là một sự lựa chọn hợp lý. Sản phẩm có thiết kế cá tính, trẻ trung và mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu giải trí kết hợp với học tập và làm việc lâu dài. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!